Đây là bạn gì đây ta? Bạn thỏ. Mình sẽ kể câu chuyện Thỏ và Ốc Sên. Thỏ chẳng có ai làm bạn, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Ốc Sên bò đến hỏi thỏ: "Tớ có thể làm bạn với cậu được không?" Thỏ cười nhé hàm răng trắng muốt ra, gật đầu đồng ý. Thỏ và ốc sên cùng nhau ăn, loáng một cái thỏ ăn hết bát này đến bát khác. Ăn no nê xong, thỏ nằm phơi nắng trên bãi cỏ thật sung sướng. Thỏ chơi chán chơi chơi một họ, ốc sên mới ăn no bụng. Thỏ và ốc sên cùng chạy bộ, thỏ vui sướng nhảy tót vào rừng sâu, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Thỏ chạy quay trở lại nhà, đến nửa ngày mới thấy ông ốc sên bò về tới nơi. Thỏ và ốc sên cùng nhau chạy, cùng nhau trèo lên mái nhà đếm sao. Thỏ đếm vội đếm vàng xong rồi đi ngủ. Thỏ ngủ đẩy một giấc mới thấy ốc sên bò lên được mái nhà. Thỏ nói với ốc sên: "Cậu lúc nào cũng chậm chạp thật vô tích sự, tớ chẳng muốn làm bạn với cậu đâu." Nói xong, thỏ liền bỏ đi. Nhưng sau đó, thỏ cảm thấy thật cô đơn. Nó bắt đầu nhớ đến ốc sên, ngồi cũng nghĩ tới, nằm cũng nghĩ tới. Đúng lúc đó, ốc sên bò đến bên cạnh thỏ, nhỏ nhẹ nói: "Tớ sẽ cố gắng khắc phục tính chậm chạp, hãy làm bạn với tớ nhé." Thỏ nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ốc sên tiêu nghĩu định đi thì nghe thấy thỏ nói: "Tớ không muốn cậu biến thành nhanh, tớ muốn cậu cùng tớ chậm chậm ăn, thư thả đi tản bộ, đếm sao thật kỹ càng." Từ đó về sau, thỏ và ốc sên trở thành đôi bạn thân thiết của nhau. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc con ngủ ngon.